trả đũa thả truyền đơn Hàn Quốc, Triều Tiên dọa chút mưa đạn pháo. Giữ thế trận bao vây, Israel tuyên bố phá hủy 130 đường hầm của Hamas tại Gaza. Hé lộ thông tin về lực lượng chịu trách nhiệm xóa sổ đường hầm Hamas. Một thảm họa mới được cảnh báo sắp xảy ra tại Gaza. Qatar làm trung gian đàm phán giữa Israel và Hamas để đổi lấy con tin lấy lệnh ngừng bắn. Israel tăng cường tấn công thành trì Hamas, Mỹ vạch làn ranh đỏ về tương lai dài Gaza. Kính chào quý vị và các bạn. Thùy Trang rất vui khi được gửi đến quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 11, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc vì các tờ rơi tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng của nước này. Theo đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã cảnh báo về việc thực hiện một cuộc chiến tâm lý, bao gồm chiến dịch dài truyền đơn chống Bình Nhưỡng sẽ là ngòi nổ cho sự kết thúc của Hàn Quốc. Trong bài báo tiếng Anh đăng tải trên KCNA, nhà bình luận Kim Jun-mi viết, lập trường của lực lượng vũ trang Triều Tiên là chút cơn mưa đạn pháo vào thành lũy của những con rối Hàn Quốc, cơ sở của hoạt động giải truyền đơn với quy mô vượt qua những phản ứng trước đó. Theo nhà bình luận, giải truyền đơn là cuộc chiến tâm lý cấp cao và là đòn phủ đầu thường được thực hiện trước khi cuộc chiến bắt đầu. Ông cảnh báo đây sẽ là ngòi nổ cho sự kết thúc của Hàn Quốc. Đồng thời, ông Kim cũng đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Ông cho biết, không có gì đảm bảo những cuộc xung đột quân sự như ở châu Âu và Trung Đông sẽ không bùng phát ở bán đảo Triều Tiên. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ đạo luật cấm các chiến dịch truyền đơn xuyên biên giới, cho rằng luật này hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận. Cơ quan chịu trách nhiệm cho các vấn đề liên triều của Seoul. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã ban hành thủ tục nhằm bãi bỏ lệnh cấm bóng bay mang truyền đơn trên mọi khu vực của Hàn Quốc. Trong nhiều năm, những người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc và các nhà hoạt động thường thả truyền đơn chống Triều Tiên bằng bóng bay qua biên giới. Động thái này góp phần khiến quan hệ hai miền căng thẳng. Năm 2014, một cuộc đọ súng đã diễn ra tại biên giới liên Triều khi Triều Tiên nỗ lực bắn rơi những quả bóng bay có chứa truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng. Tháng 6 năm 2020, Triều Tiên cũng đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong thuộc Triều Tiên nhằm đáp trả lại việc những người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc thả bóng bay có truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng. Tiếp sau vụ nổ, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Jo-jong đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận quân sự năm 2018 giữa Seoul và Bình Nhưỡng, yêu cầu Hàn Quốc phải có luật ngăn chặn việc giải truyền đơn. Hồi tháng 12 năm 2020, Quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật cấm giải truyền đơn. Người vi phạm có thể đối mặt với án tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won, tương đương 23.000 đô la Mỹ. Israel đã tuyên bố mục tiêu phá hủy 130 đường hầm của Hamas trong khu vực thành phố Gaza nhằm siết chặt vòng vây và đảm bảo an ninh trong khu vực này. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng cho biết họ đang tăng cường kiểm soát xung quanh thành phố Gaza và tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm loại bỏ lực lượng của tổ chức Hamas. Trong quá trình này, quân đội Israel đang tập trung vào việc truy đuổi chiến binh Hamas tại các hệ thống đường hầm và căn cứ ngầm mà lực lượng này đã xây dựng để ẩn náu trong dải Gaza. Israel đã cảnh báo rằng các mục tiêu quân sự nằm ở thành phố Gaza và các khu vực phía bắc của dải Gaza, nơi được cho là có các căn cứ hoạt động chính của Hamas, bao gồm cả bệnh viện Shifa và các cơ sở ngầm rộng khắp. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo rằng, từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào tháng trước, đã có khoảng 130 đường hầm tại dải Gaza bị phá hủy. Tổ chức Hamas được cho đã sử dụng mạng lưới đường hầm này để buôn lậu hàng hóa, vũ khí và di chuyển binh sĩ. Đánh sập những đường hầm này được xem là quan trọng đối với nỗ lực của Israel trong việc chống lại Hamas và duy trì an ninh khu vực. Sau cuộc tấn công diễn ra vào ngày 7 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích đối với dải Gaza, sau đó triển khai hoạt động quân sự trên bộ để xóa sổ cơ sở hạ tầng tại khu vực này. Các đơn vị quân đội của Israel đang làm việc để chuẩn bị cho đợt tấn công trên bộ, xác định và xóa sổ các cơ sở của tổ chức này, bao gồm cả các đường hầm và bệ phóng tên lửa. IDF thông báo rằng khoảng 50.000 người đã sơ tán từ phía bắc của Gaza và di chuyển đến phía nam vào ngày 8 tháng 11 khi xảy ra xung đột giữa Hamas và quân đội Israel. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari lý giải, hôm nay khoảng 50.000 người Gaza đã di chuyển từ phía bắc đến phía nam. Họ đã ra đi bởi họ cảm thấy an toàn hơn ở phía nam sau khi Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía bắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối khả năng ngừng bắn và tuyên bố rằng mọi lời kêu gọi ngừng giao tranh như vậy là một sự thất bại của Israel trước Hamas. Ông cũng đặt điều kiện cần phải thả tất cả khoảng 40 con tin mà Hamas đã bắt giữ trước khi xem xét khả năng ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu tạm ngừng cuộc tấn công chống lại Hamas trong vòng 3 ngày, với hy vọng rằng việc ngừng giao tranh ở Gaza có thể tạo điều kiện cho các đàm phán và thả thêm con tin. Theo tờ Insider, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thành lập một đội quân chuyên nghiệp để đối phó với mạng lưới đường hầm khổng lồ dưới Gaza do Hamas xây dựng. Đây là nơi mà Hamas ẩn giấu vũ khí, đạn dược và cung cấp chỗ ẩn náu cho con người. Khái niệm đào đường hầm cho mục đích quân sự đã tồn tại từ lâu và không ngừng được sử dụng trong lịch sử quân sự. Trước khi sử dụng thuốc súng, các đường hầm thường được đào để vào lâu đài phòng thủ hoặc thoát khỏi các thị trấn bị bao vây. Chiến thuật đào hầm đỉnh điểm trong Thế chiến thứ nhất khi quân đội Anh và Đức ở mặt trận phía Tây, cũng như quân Italy và Áo, Hungary trên dãy Alpes đã đào và phản đào, và cuộc đấu này đã dẫn đến việc nổ hơn 1.000 tấn thuốc nổ. Nhận thấy binh lính thông thường gần như vô dụng trong việc đối phó với đường hầm, nhiều quốc gia và quân đội đã tìm kiếm cách đào tạo những người chuyên nghiệp cho nhiệm vụ này. Năm 1914, Anh đã bắt đầu tuyển dụng thợ mỏ và đào tạo họ cho các nhiệm vụ quân sự. Họ đã thành lập đội quân Bantam, đặc biệt gồm những người lính có vóc dáng thấp bé, dưới 160cm để phù hợp với môi trường đào hầm. Khi Israel lần đầu tiên phát hiện và nghiên cứu các đường hầm ở Gaza trong làn sóng Intifada, cuộc nổi dậy của người Palestine đầu tiên từ năm 2000 đến 2005, họ đã nhận ra rằng mối nguy hiểm từ xung đột ngầm sẽ gia tăng và bắt đầu thành lập các đơn vị chuyên biệt cho vai trò này, bắt đầu với lực lượng biệt kích công binh được gọi là Jahalom. Các biệt kích đường hầm Jahalom nhanh chóng nhận thấy rằng mặc dù họ đã có kỹ năng và thiết bị chuyên nghiệp, nhưng trang bị và đào tạo chuyên sâu vẫn rất quan trọng. Các đường hầm ở Gaza ra đời trước Hamas từ những năm 1980, khi chúng lần đầu tiên được đào dưới biên giới Ai Cập để buôn lậu. Người Palestine ở Gaza phát hiện ra rằng, ngoại trừ vành đai hẹp dọc bờ biển có đất cát và không thích hợp để đào hầm, đất còn lại của Gaza giàu đất sét, dễ đào xuyên và nhìn chung không cần sự hỗ trợ phức tạp. Theo thời gian, cư dân Palestine nhận ra rằng các đường hầm có thể được sử dụng trong mục đích quân sự và họ thuê người đào hầm để mở rộng mạng lưới dưới Gaza. Khi Hamas nắm quyền ở Gaza, hoạt động đào hầm trở nên quan trọng hơn và được mở rộng. Hầu hết việc đào hầm được thực hiện bởi các công nhân địa phương, những người được trả lương cao hơn so với mức trung bình cho công việc vất vả. Hoạt động dưới lãnh thổ mà họ kiểm soát, Hamas không phải lo lắng về một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất khi đào hầm, tiếng ồn hoặc độ sung khi đào. Thoát khỏi ràng buộc đó, họ được cho là đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới đường hầm dưới mặt đất. Khi Israel tấn công Gaza vào năm 2014, họ đã bất ngờ trước quy mô của các đường hầm, ước tính có thể vượt quá 100 km. Cùng với độ phức tạp của chúng, Israel nhận ra rằng họ cần tăng cường, sẵn sàng cho xung đột dưới lòng đất. Mạng lưới đường hầm rộng lớn của Hamas dưới dải Gaza được gọi là Metro bởi Israel, và đây là một thách thức đáng kể mà chỉ một số đơn vị quân đội đặc biệt của Israel được đào tạo để đối phó. Xóa sạch các đường hầm của Hamas là một nhiệm vụ đầy thách thức cho IDF trong bối cảnh chiến dịch đất liền tại Gaza kéo dài dự kiến. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, quân đội Israel đã thành lập một đơn vị tình nguyện đặc biệt để tham gia vào các hoạt động dưới lòng đất và hoạt động ngầm khác, được biết đến với tên gọi đơn vị Jahalom. Jahalom là một phần của quân đoàn công binh của IDF và bao gồm nhiều công ty chuyên về các lĩnh vực khác nhau như xung đột đường hầm, trinh sát kỹ thuật, xử lý các loại vật liệu nổ và vũ khí đặc biệt. Đơn vị này được thành lập vào năm 1995 và đã mở rộng quy mô sau cuộc xung đột Gaza năm 2014. Được gọi là chiến dịch bảo vệ vùng rìa bởi Israel để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các đường hầm của Hamas. Theo IDF, vai trò của Jahalom bao gồm các nhiệm vụ phá hủy đặc biệt, phá hủy và tiến hành nổ các công trình, phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương, xử lý các loại chất nổ, chuẩn bị thiết bị nổ và bom, vô hiệu hóa các thiết bị nổ của đối phương và ra phá các bãi mìn phức tạp, định vị và phá hủy các đường hầm khủng bố. Thỉnh thoảng, đơn vị sử dụng robot và các thiết bị điều khiển từ xa để đảm bảo tính an toàn cho con người. Theo quỹ Jahalom, để trở thành một thành viên của đơn vị này, quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt, bao gồm hồ sơ y tế và kiểm tra kéo dài trong vòng 4 ngày. Sau đó, họ phải trải qua một khóa đào tạo đầy khắc nghiệt kéo dài 16 tháng, bao gồm đào tạo về chất nổ và phá hủy, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, đào tạo chống khủng bố, cũng như kỹ thuật võ thuật kiểu Israel và phát triển các kỹ năng khác như nhảy dù và chiến đấu cận chiến. Hoạt động của đơn vị đặc biệt Jahalom đã diễn ra một cách bí mật tại Gaza từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công đất liền vào cuối tháng trước.
Ngày 3 tháng 11, IDF thông báo rằng các biệt kích của Shalom đã hợp tác với các đơn vị khác để phá hủy các đường hầm của Hamas trong các hoạt động đặc biệt bên trong lãnh thổ Gaza. Quân đội đã phát hiện và vô hiệu hóa các đường hầm sau khi gắn thuốc nổ. Họ cũng đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Israel kiểm tra một đường hầm mà họ tìm thấy gần Beit Hanun ở góc đông bắc của Gaza. IDF cũng đã công bố một đoạn video ghi lại các vụ nổ từ các đường hầm của Hamas. Hamas từng tuyên bố có khoảng 500 km đường hầm dưới Gaza. Israel cho rằng chúng được sử dụng để cất giấu vũ khí, đạn dược và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bí mật của chiến binh Palestine, cũng như hoạt động của các trung tâm chỉ huy và hầm trú ẩn. Các đường hầm nằm ẩn mình trong các địa điểm như trường học, bệnh viện và các điểm thoát ra trong lãnh thổ Israel, làm cho chúng trở thành mối đe dọa đáng kể đối với dân thường, theo quan điểm của quân đội Israel. Vấn đề về các đường hầm là một phần quan trọng của cuộc chiến đô thị đang diễn ra tại Gaza, trong bối cảnh lực lượng Israel bao vây thành phố, thủ phủ của khu vực này. Các chuyên gia quân sự cho rằng Hamas có thể sử dụng các đường hầm để bảo vệ và bảo vệ tài sản như con người và thiết bị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành tấn công bất ngờ đối với quân đội Israel. Đại tá Sharon Beit-On, người từng chỉ huy Shalom vào năm 2016, thách thức chính của cuộc chiến dưới lòng đất là đối phương không để lại dấu vết trên bề mặt đất và điều này làm khó khăn cho việc thu thập thông tin tình báo. Ông nhận xét, Hamas thực hiện xung đột dưới lòng đất tương tự như xung đột trên mặt đất, sử dụng cả chiến thuật phòng thủ, tấn công và rút lui. Shalom và các đơn vị IDF khác đã được trang bị nhiều công cụ để thực hiện các hoạt động trong đường hầm, bao gồm máy bay không người lái và robot, cảm biến trên mặt đất và trên không, thiết bị khoan, hệ thống quan sát ban đêm và công nghệ không dây. Tuy nhiên, việc xóa sổ các đường hầm vẫn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Thêm vào đó, một phần khó khăn khác đối với Israel trong cuộc chiến này là việc Hamas và các nhóm chiến binh đang giữ hơn 200 con tin người Israel. Để bảo vệ con tin, trong trường hợp họ bị giam trong các đường hầm, IDF phải tiến hành các hành động cẩn thận và xem xét kỹ lưỡng thay vì chỉ đơn giản là phá hủy các đường hầm mà tiếp tục tiến hành di chuyển. Chuyên gia Spencer giải thích, chúng không biết những gì đang dưới đất. Ông nhấn mạnh rằng Hamas đang sử dụng dân thường như bảo vệ trong các hầm và sử dụng họ như con người là chân sống. Ông chia sẻ, điều này khiến cuộc chiến đô thị dưới lòng đất trở nên phức tạp hơn theo hình mũi tên kép. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dải Gaza đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh lây lan gia tăng do các cuộc không kích của Israel làm gián đoạn hệ thống y tế, gây khó khăn cho việc tiếp cận với nước sạch và khiến các nơi trú ẩn ngày càng quá tải. Tuyên bố của WHO cho biết một số xu hướng đáng lo ngại đang xuất hiện. Tổ chức này nêu rõ trong bối cảnh số người thiệt mạng và người bị thương tiếp tục gia tăng ở Gaza do xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình trạng quá tải ở các nơi trú ẩn cùng hệ thống y tế, cung cấp nước và vệ sinh bị gián đoạn, làm gia tăng nguy cơ lây lan nhanh chóng của các bệnh truyền nhiễm. Theo WHO, việc thiếu nhiên liệu ở khu vực đông dân cư đã khiến các nhà máy khử muối phải đóng cửa, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như tiêu chảy. Từ hồi giữa tháng 10, hơn 33.550 trường hợp bị tiêu chảy đã được báo cáo. Phần lớn là người nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, WHO cũng lo ngại tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm gián đoạn việc thu gom chất thải rắn, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sinh sôi, nhanh chóng và lan rộng của côn trùng, loại gặm nhấm có thể mang và truyền bệnh. WHO lưu ý, các cơ sở y tế gần như không thể duy trì các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh do chấn thương, phẫu thuật và sinh nở. Đồng thời, tổ chức này cảnh báo sự gián đoạn trong công tác tiêm chủng định kỳ, cũng như tình trạng thiếu thuốc điều trị. Các bệnh truyền nhiễm sẽ làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh nhanh chóng. Hệ thống y tế ở Gaza đã bị quá tải do thiếu trầm trọng các điều kiện hạ tầng thiết yếu, gồm điện, nước và nhân sự. Ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Ai Cập Samet Souskri đã tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận quốc tế được thể hiện trong nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza. Đã một tháng trôi qua từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến con số thương vong không ngừng tăng. Đặc biệt, chiến sự đang có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông với nhiều hệ lụy nguy hiểm. Có rất nhiều nỗ lực ngoại giao của các nước nhằm hạ nhiệt chiến sự và bảo vệ mạng sống của dân thường vô tội, đang bất lực trước bom đạn và toan tính chính trị của các bên liên quan. Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, đã có hàng chục nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc thiệt mạng.
Đây là con số nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng cao nhất trong một cuộc xung đột được ghi nhận trong lịch sử Liên Hợp Quốc. Báo cáo mới nhất của UNRWA cũng chỉ rõ, từ ngày 7 tháng 10, gần 1,5 triệu người đã phải di rời trên khắp dải Gaza, với gần 725.000 người đang trú ẩn tại 149 cơ sở của UNRWA trên khắp 5 tỉnh của Gaza, bao gồm cả ở khu vực phía Bắc. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ONOCHA nhấn mạnh, tình trạng quá tải tại các cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Gaza hiện vẫn là mối lo ngại lớn. Trung tâm huấn luyện Khan Yunis đang tiếp nhận 22.000 người trú ẩn. Những người này đang sống trong tình cảnh chật chội với không gian cho mỗi người chưa đầy 2 mét vuông và ít nhất 600 người phải dùng chung một nhà vệ sinh. Trong khi xung đột ở dải Gaza ngày càng khốc liệt, thì Qatar nhận nhiệm vụ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, bao gồm đề xuất trả tự do cho 10 đến 15 người đang bị giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 1 đến 2 ngày. Hãng tin AFP Pháp dẫn nguồn thạo tin nêu rõ đang diễn ra các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian và phối hợp với Mỹ. Được biết Qatar là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhà nước Palestine, có các kênh liên lạc công khai với Hamas, lực lượng đang kiểm soát dải Gaza và cũng là nước đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, Qatar đã tích cực đóng vai trò trung gian với các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Hamas trả tự do cho những người mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công và xâm nhập bất ngờ lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Trong vài tuần gần đây, Qatar đã giúp thuyết phục Hamas trao trả 4 con tin. Ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nhiên liệu sẽ không được chuyển vào dải Gaza và không có lệnh ngừng bắn với Hamas nếu lực lượng này không thả những người bị bắt. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đang siết chặt vòng vây quanh thành phố Gaza với mục tiêu xóa sổ lực lượng Hamas đang lẩn sâu trong các đường hầm và căn cứ dưới mặt đất. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cũng nhận định chiến dịch này không hề dễ dàng với Israel khi những người bị Hamas bắt giữ cũng bị đưa xuống các cơ sở dưới lòng đất. Sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas ngày 7 tháng 10, phía Israel thông báo của Hamas đã bắt giữ hàng trăm người và khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong khi đó, cơ quan y tế dải Gaza cho biết, trong vòng một tháng diễn ra cuộc xung đột, tổng số người thiệt mạng ở dải đất này đã lên tới chục nghìn người. Sau khi Israel thông báo siết chặt vòng vây lực lượng Hamas, hàng nghìn người Palestine khẩn trương sơ tán để tránh những đợt đánh bom và giao tranh khốc liệt ở dải Gaza. Tốc độ sơ tán dân thường từ miền Bắc xuống miền Nam dải Gaza được đẩy nhanh khi Israel tăng cường các chiến dịch trên không và trên bộ. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, trong ngày 7 tháng 11, có khoảng 15.000 người đã sơ tán, tăng mạnh so với con số 5.000 và 2.000 người trong các ngày 6 và 5 tháng 11. Tổ chức này cho biết thêm, Israel đã yêu cầu toàn bộ 13 bệnh viện còn hoạt động ở miền Bắc dải Gaza sơ tán các bệnh nhân. Chia sẻ trên mạng xã hội X, Hội chữ thập đỏ Palestine chỉ ra rằng bệnh viện Al-Quds đang thiếu nhiên liệu trầm trọng và có thể sẽ cạn kiệt. Trước đó, bệnh viện này đã phải tạm dừng hầu hết các hoạt động để tiết kiệm chỗ nhiên liệu còn lại và chỉ có thể duy trì một số ít các dịch vụ trong những ngày tới. Trong diễn biến liên quan, ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết nước này sẽ điều tàu bệnh viện tới ven biển Gaza để hỗ trợ điều trị các nạn nhân của cuộc xung đột. Tàu bệnh viện khởi hành từ cảng Civita Vecchia ở miền Tây Italy với 170 nhân viên. Italy cũng đang tìm cách đưa bệnh viện dã chiến tới dải Gaza. Hai tàu hải quân Italy đã được điều tới khu vực nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại khi bộ này đang cân nhắc các phương án. Bộ trưởng Crosetto cho biết thiên về quyết định duy trì 3 tàu ở khu vực này. Những ngày qua, quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Gaza, nơi họ cho là tập trung phần lớn lực lượng phòng thủ quân sự, bộ chỉ huy và nhiều chiến binh của Hamas. Ngày 8 tháng 11, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chúng tôi tiếp tục tăng cường tiến công vào thành phố Gaza và phá hủy các đường hầm gần hạ tầng dân sự. Ông Hagari nói thêm rằng, chúng tôi đang tập kích dữ dội các nhóm tác chiến đường không và đường biển của Hamas, những đơn vị đang lên kế hoạch tấn công chiến lược. Phát ngôn viên IDF cũng cho biết, lực lượng Israel thu được khoảng 700 quả đạn chống tăng của Hamas. Israel đã ghi nhận 50.000 thường dân sơ tán từ miền Bắc dải Gaza xuống phía Nam. Ông Hagari nhận định họ di chuyển vì hiểu rằng Hamas đã mất kiểm soát khu vực phía Bắc. Chuẩn đô đốc Hagari nói, Hamas đã và đang tiếp tục mất thêm kiểm soát các khu vực miền Bắc dải Gaza. Theo phát ngôn viên IDF, số con tin tại dải Gaza là 239 người. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng bởi IDF đang thu thập những thông tin mới về con tin, trong đó có xác định danh tính thi thể của những người mất tích. Cùng ngày, IDF thông báo Sư đoàn Dự bị số 252 Sinai đã triển khai toàn bộ đơn vị cho hoạt động quân sự tại dải Gaza.
Đây là lần đầu tiên Israel triển khai đầy đủ một sư đoàn dự bị tác chiến trong lãnh thổ đối phương kể từ chiến tranh Liban năm 1982. Chỉ huy sư đoàn số 252, chuẩn tướng Moshan Omer tuyên bố đây là thời điểm quyết định đối với đơn vị và toàn bộ lực lượng dự bị của IDF. Tướng Omer nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này trong nhiều năm. Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là khôi phục hòa bình và an ninh cho người dân của mình. Cũng trong ngày 8 tháng 11, trong cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vạch ra những lằn ranh đỏ về tương lai của dải Gaza sau khi Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hamas. Ngoại trưởng Blinken nói, không tái chiếm Gaza sau khi xung đột kết thúc, không phong tỏa hoặc bao vây Gaza, không thu hẹp lãnh thổ Gaza. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sau một giai đoạn chuyển tiếp, việc quản lý hậu chiến dải Gaza phải có tiếng nói của người Palestine. Ông Blinken nói thêm, kế hoạch phải bao gồm sự quản lý của Palestine và việc Gaza hợp nhất với bờ Tây dưới sự quản lý của nhà nước Palestine. Theo Reuters, đây là những bình luận cụ thể nhất về kế hoạch quản lý dải Gaza sau khi chiến sự kết thúc, cho thấy những lằn ranh đỏ và kỳ vọng của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này. Trước đó, hôm 6 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh tổng thể của dải Gaza vô thời hạn sau khi cuộc chiến với Hamas kết thúc. Hiện chưa rõ ông Netanyahu có ý định ra sao về mức độ phụ trách an ninh, nhưng các quan chức Israel khẳng định họ không muốn kiểm soát Gaza sau cuộc chiến. Ngày 7 tháng 11, Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Mark Regev cho biết, kế hoạch hậu xung đột của nước này không bao gồm hoạt động kiểm soát kéo dài đối với dải Gaza. Ông Regev nói, tôi nghĩ mọi người có thể trông chờ điều gì đó linh hoạt hơn, nơi chúng tôi có thể đến và đi khi cần thiết để đối phó với tình hình an ninh, khi chúng tôi không thảo luận về bất cứ hình thức kiểm soát nào ở dải Gaza. Khi được hỏi về bình luận của ông Netanyahu hôm ngày 6 tháng 11 rằng Israel sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh vô thời hạn ở Gaza sau khi xung đột kết thúc, ông Regev nói, phải phân biệt giữa hiện diện an ninh và kiểm soát chính trị. Ông Regev cho biết, khi xung đột kết thúc và Hamas bị đánh bại, điều quan trọng là Hamas không trỗi dậy được nữa. Sẽ phải có sự hiện diện an ninh của Israel, nhưng điều đó không có nghĩa Israel đang tái chiếm kiểm soát Gaza và cai quản người dân khu vực này. Theo ông, Israel quan tâm đến việc thiết lập các khuôn khổ mới để người dân Gaza có thể tự quản và được quốc tế hỗ trợ để tái thiết. Ông Regev nhấn mạnh, hy vọng các nước Ả Rập có thể tham gia cùng chúng tôi để xây dựng lại một Gaza phi quân sự thời hậu Hamas. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng phản đối kịch bản kiểm soát, đồng thời cảnh báo Israel nhiều khả năng sẽ sa lầy tại Gaza nếu không bắt đầu vạch ra kế hoạch về việc ai sẽ quản lý vùng lãnh thổ sau này khi loại bỏ Hamas. Hồi giữa tháng 10, ông Biden cảnh báo Israel không nên sa lầy vô thời hạn ở Gaza dựa trên trải nghiệm của Mỹ tại Afghanistan khi cố gắng lật đổ lực lượng Taliban sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tạp chí Phố Quân dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Ai Cập cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã đề xuất Ai Cập sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh ở dải Gaza sau khi Israel loại bỏ Hamas cho đến khi chính quyền Palestine có thể tiếp quản. Tuy nhiên, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã từ chối lời đề nghị, lập luận rằng Ai Cập cần Hamas để duy trì an ninh biên giới và do vậy sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc chống lại nhóm chiến binh này. Xung đột Israel-Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo kênh CNN ngày 9 tháng 11, mặc dù lực lượng quân đội Israel đã bao vây thành phố Gaza và tấn công các vị trí đường hầm của Hamas hơn một tháng qua, nhưng theo video mới được công bố, Israel không dễ ngăn chặn được các tay súng của lực lượng Hamas. CNN đã xác nhận vị trí một số cuộc xung đột được ghi trong video của Hamas, trong đó có 3 địa điểm chính trị, trại tị nạn Ansati, Atatra và Beis Hanun. Các video được tung ra sau khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza. Các cuộc đụng độ còn lại trong video mà CNN không thể xác định vị trí địa lý xảy ra trên những con phố chật chội hoặc những vùng trồng rất giống nông thôn vì có nhiều cây ô liu. Qua video của Hamas, không rõ lực lượng này thành công tới đâu khi chiến đấu với binh sĩ Israel, không rõ đa số các tay súng Hamas có sống sót không, cũng như không rõ họ có gây thương vong cho binh sĩ Israel và có vô hiệu hóa được các thiết bị của Israel hay không. Video của Hamas đã được biên tập kỹ lưỡng nhằm mục đích tuyên truyền. Hamas chỉ đưa vào các video những nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên, việc Hamas công bố đoạn phim quay bằng camera gắn trên người các tay súng đang thực hiện một cuộc phục kích cho thấy rằng ít nhất một trong số các tay súng Hamas đã sống sót và mang về những cảnh quay này.
nhà phân tích quân sự của CNN, tướng về hưu Mark Herling, nói rằng video cho thấy Hamas có thể đang sử dụng súng chống tăng, loại vũ khí có khả năng phá hủy một số phương tiện quân sự như xe bọc thép chở quân. Người phát ngôn của IDF từ chối bình luận về số lượng phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công trên bộ. Việc loại bỏ các đường hầm chứa vũ khí và tay súng Hamas bên trong có thể sẽ mất nhiều tháng. Ngoài ra, Hamas cũng có thể sử dụng những tòa nhà bị các cuộc tấn công của Israel phá hủy thành nơi để phục kích. Theo nhà phân tích Herling, IDF sẽ phải đánh sập mọi khu phức hợp đường hầm, cửa hầm hoặc trục đường hầm nếu muốn ngăn chặn toàn diện những cuộc phục kích. Ông nói sẽ mất nhiều tháng để làm được việc đó. Ông cũng lưu ý rằng các hoạt động rà soát không thể được thực hiện bằng phương tiện. Binh sĩ IDF sẽ phải thực hiện rà soát từng tòa nhà, dẫn đến nguy cơ hứng chịu hỏa lực súng trường và bắn tỉa từ Hamas. Những chiếc xe bọc thép đầu tiên của Ukraine đã vượt sông Dnipro sang tả ngạn vùng Kherson. Chiến sự Ukraine có thể sắp có bước ngoặt mới. Dường như đã có những dấu hiệu rõ rệt cho thấy chiến sự ở khu vực bờ phía đông Kherson đang nóng dần lên. Kể từ tháng 5 năm nay, quân đội Ukraine đã tiến hành tuần tra trinh sát ở tả ngạn Dnipro và điều động các đơn vị thủy quân lục chiến qua sông vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên Kiev gửi xe bọc thép tới khu vực này. Bàn đạp của lực lượng Kiev ngày càng phát triển ở bờ đông, lần đầu tiên được tăng cường bằng xe bọc thép. Hôm ngày 7 tháng 11, hình ảnh được máy bay không người lái ghi lại cho thấy một chiếc xe bọc thép BTR-4 Ukraine được chở trên một chiếc phà tự hành thời Liên Xô gần làng Krynky ở bờ đông. Đây là một tin đồn do thủy quân lục chiến Ukraine kiểm soát vào cuối tháng 10. Nguồn tin Nga tuyên bố rằng một hoặc hai xe bọc thép của Ukraine đã vượt qua sông gần Krynky. Ngoài ra, những người cung cấp thông tin của Nga cho biết hơn 300 binh sĩ đối phương, khoảng một tiểu đoàn, đang hoạt động ở bờ đông khu vực Krynky và lực lượng Ukraine đang chấn giữ các vị trí ở trung tâm Krynky và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó còn có hàng trăm binh sĩ Ukraine đang hoạt động dọc theo toàn bộ bờ biển phía đông của vùng Kherson. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng những nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào ngày 6 và ngày 7 tháng 11 không có quy mô đặc biệt lớn so với những ngày trước đó. Các nhà phân tích của ASW nhắc lại rằng Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công ban đầu qua sông Dnipro ở bờ đông trái của vùng Kherson vào ngày 17 và 18 tháng 10. Kể từ hồi tháng 5, lực lượng trinh sát và hoạt động đặc biệt của Kiev được cho là đã hoạt động trên các tuyến đường thủy và đầm lầy ở hạ lưu. Những động thái đầu tiên của Ukraine về việc triển khai lực lượng thủy quân lục chiến với nhiệm vụ giữ vị trí ở phía đối diện, bên bờ do Nga nắm giữ, được phát động vào khoảng ngày 15 tháng 10. Cuộc vượt sông thứ hai diễn ra cách thượng nguồn khoảng 25 km vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 10. Thủy quân lục chiến Ukraine và lực lượng hỗ trợ được cho là đang thiết lập công sự tại ít nhất 4 địa điểm đầu cầu dọc bờ đông. Theo một dải lãnh thổ dài 30 đến 35 km, các nhà bình luận quân sự Nga cho biết các khu vực này không được kết nối với nhau, nhưng lực lượng Kiev đang cải thiện và dần dần mở rộng vị trí, đôi khi giữ hỏa lực của pháo binh và các cuộc không kích liên tục của Nga. Tác giả kênh tin tức thân Nga Stasi SD Telegram, ông Roman Klikovsky cho rằng việc Kiev chuyển xe bọc thép đến đầu cầu đang phát triển xung quanh Krynky sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Điện Kremlin nhằm loại bỏ nó. Ông cho biết hiện nay, lực lượng Kiev đang nắm giữ các tiền đồn và trạm quan sát ở các làng Krynky, Kustaseve, Petchanivka và ở khu vực phía bắc đảo Alekskin. Theo ông Kulikovsky, gần đây nhất, thủy quân lục chiến Ukraine bắt đầu tiến hành tuần tra và thiết lập các cuộc phục kích dọc theo con đường nối các làng Postepne và Kachachi Lazer. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington dẫn một số nguồn tin cho biết Nga đang thiếu khả năng phản công, khả năng tác chiến điện tử ở hướng Kherson, đặc biệt là Krynky. Sau khi thủy quân lục chiến Ukraine đổ bộ vào Krynky, đã có lúc quân đội Nga có cơ hội phản kích và đẩy lùi đối phương, nhưng Moscow đã bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ do lực lượng của họ quá mỏng. ISW lưu ý, việc thiết lập được chỗ đứng ở tả ngạn sông Dnipro có thể giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Kherson. Đây cũng được coi là bước đệm mới cho cuộc phản công của Ukraine, vốn diễn ra chậm chạp suốt nhiều tháng qua và có nguy cơ lâm vào tình trạng bế tắc. Cựu sĩ quan quân đội Anh, đồng thời là chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, ông Ben Barry cho biết, dọc chiến tuyến dài hàng nghìn km, Ukraine đang cố gắng ngăn cản Nga tập trung lực lượng. Vì thế, họ cố gắng tấn công vào những địa điểm khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau nếu phát hiện lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ Nga tại Kherson,
lực lượng Ukraine ở bờ Tây có thể tìm cách tiến lên để giành khu vực còn lại. Khu vực Krynki đã bị ngập lụt khi đập Kakhova trên sông Dnipro bị vỡ vào tháng 6 năm nay. Địa hình đầm lầy ven sông ở khu vực này khiến các phương tiện hạng nặng rất khó di chuyển. Một nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, Dnipro là con sông lớn, Ukraine có thể đưa bộ binh vượt sông, nhưng họ cũng cần phải triển khai cả thiết giáp tới bờ đông. Ukraine không có ưu thế trên không, nếu họ cố gắng triển khai thiết giáp thì chắc chắn các phương tiện này sẽ bị tấn công và phá hủy. Chưa kể phía sau Krynki là tuyến phòng thủ kiên cố của Nga với những chiến hào và bãi mìn trải rộng tới 500 mét. Hệ thống phòng thủ của Nga ở Kherson không kiên cố bằng Zaporizhia, nơi Ukraine đang tấn công từ phía Bắc, nhưng vẫn gây khó khăn cho các lực lượng của Kiev. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang lo ngại sau khi Ukraine xâm nhập bờ đông. Hãng thông tấn TASS dẫn một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã thay thế tướng Oleg Makarevich, chỉ huy tập đoàn quân Dnipro của Nga ở miền nam Ukraine. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, động thái này cho thấy Điện Kremlin hoặc Bộ Chỉ huy quân sự Nga khá lo ngại về khả năng của các đơn vị đồn trú tại Kherson trong việc đẩy lùi các hoạt động vượt sông của Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, các nước phương Tây đã đưa ra một loạt biện pháp cấm vận chống lại Moscow, ngăn chặn các ngân hàng Nga thực hiện thanh toán quốc tế và đóng băng tài sản thuộc Nga ở nước ngoài. Theo AFP, các khoản đầu tư nước ngoài trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ của công dân Nga hiện đang bị mắc kẹt ở nước ngoài. Đáp lại, Moscow đã khóa một số tài khoản của các nhà đầu tư và công ty nước ngoài tại Nga trong cái gọi là tài khoản loại C. Theo xác lệnh mới do Tổng thống Putin ký ngày 8 tháng 11, người Nga sẽ có thể trao đổi tài sản bị phong tỏa của họ ở nước ngoài với giá trị lên tới 100.000 rúp, tương đương khoảng 1.000 đô la Mỹ, với khoản tiền từ các tài khoản loại C bằng cơ chế tự nguyện. Chủ sở hữu tài khoản loại C trên danh nghĩa là một công ty nước ngoài, sau đó sẽ có tùy chọn nhận cổ phần nước ngoài thuộc sở hữu trước đây của nhà đầu tư Nga ở nước ngoài. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các công ty dịch vụ tài chính Euroclear hoặc Clearstream, nơi xử lý việc trao đổi cổ phiếu, sẽ hợp tác. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhấn mạnh hiện có hơn 3,5 triệu công dân Nga có tài sản trị giá tới 1.500 tỷ rúp bị phong tỏa. Chính quyền Nga đề xuất đổi số tiền bị phong tỏa này lấy tiền mà nước ngoài tích lũy trong tài khoản loại C. Theo giải thích của Ngân hàng Trung ương Nga, đầu tiên sẽ thiết lập các điều kiện để gỡ bỏ phong tỏa vốn, chủ yếu thuộc về các nhà đầu tư bán lẻ Nga. Tài sản bị phong tỏa của họ thường là các khoản đầu tư vào chứng khoán. Các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm sẽ có thể mua chứng khoán nước ngoài bị phong tỏa của người Nga bằng cách sử dụng tiền của họ từ tài khoản loại C. Việc tham gia vào quá trình này sẽ là tự nguyện. Ở giai đoạn đầu tiên, dự kiến sẽ gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản trị giá khoảng 1.000 tỷ rúp thuộc về các nhà đầu tư bán lẻ. Trong khi đó, cùng ngày 8 tháng 10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien cho biết phương Tây sẽ không trả lại gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga cho đến khi Moscow trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông O'Brien cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 trước đó đã xác nhận rằng Nga phải trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Số tài sản bị phong tỏa của Nga ở phương Tây lên tới khoảng 300 tỷ đô la Mỹ sẽ không được trả lại cho Nga cho đến khi nước này tiến hành chi trả chi phí tổn thất này. Chiến trường Nga-Ukraine đang có những diễn biến nóng rẫy. Trên mặt trận Bakhmut, quân phòng thủ Ukraine đã tấn công các đơn vị thiết bị và chiến hào của Nga bằng máy bay không người lái FPV. Cụ thể, lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đại đội máy bay không người lái Achilles của lữ đoàn cơ giới độc lập số 92 đã tấn công 11 đơn vị thiết bị và 2 chiến hào của Nga trên mặt trận Bakhmut bằng máy bay không người lái FPV. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục tấn công trên một số mặt trận ở phía đông Ukraine, tấn công các vị trí của quân đội Ukraine và các khu định cư dân sự, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine vừa cố gắng kiềm chế quân đội Nga vừa tiếp tục tiến gần Bakhmut. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết 78 cuộc giao tranh đã diễn ra ở mặt trận này trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh 78 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận trong ngày. Tổng cộng, quân đội Nga đã thực hiện 16 cuộc không kích và 54 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine và khu dân cư. Thật không may, những cuộc tấn công này của Nga đã dẫn đến thương vong cho dân thường. Các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác cũng bị hư hại hoặc phá hủy. Ukraine cho biết hơn 110 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson đã bị pháo binh Nga tấn công. Trên mặt trận Bakhmut, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga gần Bogdanivka và Kromov, tỉnh Donetsk.
lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam thành phố Bakhmut, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho lực lượng Nga và củng cố vị trí của họ. Ngoài ra, trên mặt trận Avdiivka, nơi được mệnh danh là Bakhmut thứ hai, quân đội Nga đang tiếp tục cố gắng bao vây pháo đài này. Những ống khói cao của nhà máy than cốc Avdiivka nổi bật trên nền trời. Kế đó là đống xỉ than cũng cao chất ngất, tạo ra một điểm cao lý tưởng quan sát được toàn bộ thị trấn Avdiivka và các ngôi làng xung quanh. Khu vực cao điểm này là trọng tâm giao tranh giữa Nga và Ukraine kể từ hồi đầu tháng trước khi hàng nghìn binh sĩ Nga bắt đầu cuộc tấn công lớn mới ở miền đông Ukraine để chiếm Avdiivka mà Nga rất muốn có được để mở rộng kiểm soát của họ đối với vùng khai thác than ở Donbas. Thế nhưng, pháo binh Ukraine đã đánh mạnh vào đội hình thiết giáp của Nga khi tiến tới thị trấn này. Tiếp đó, UAV gắn thuốc nổ của Ukraine đánh xuống lực lượng bộ binh vừa rời khỏi xe thiết giáp để đi bộ tới mục tiêu, theo giới chỉ huy của Ukraine và các blogger quân sự của Nga. Lớp lớp binh sĩ Nga cố gắng leo lên chiếm lĩnh điểm cao trên đống xỉ than, nhưng pháo Ukraine đã vô hiệu hóa họ. Sau gần 3 tuần chiến sự tại đây, quân đội Nga chưa tạo được đột phá nhanh chóng mà họ mong muốn. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, phía Nga mất hàng trăm quân nhân và hơn 100 xe thiết giáp và xe tăng. Trên hướng tiến công chính, quân đội Nga mới chỉ tiến được 1,6 km, còn ở những nơi khác chỉ tiến được vài trăm mét. Hiện tại, quân Ukraine đã đánh mất vùng lãnh thổ xung quanh thị trấn, nhưng họ vẫn tiếp tục ngăn chặn được Nga sử dụng tuyến đường bộ và đường sắt chính dọc theo tiền tuyến. Điều này mang lại cho Avdiivka giá trị chiến lược về quân sự. Bởi lẽ, nếu Nga kiểm soát nơi này, Ukraine sẽ bị đánh bật khỏi bậc thềm Donetsk và quân đội Nga sẽ tiếp cận được tuyến đường bộ và đường sắt chính trong khu vực này. Ngoài ra, việc chiếm được Avdiivka vào lúc này sẽ có ý nghĩa lớn về mặt chính trị đối với chính quyền Nga hiện nay, cũng như bản thân Tổng thống Putin. Giao tranh dữ dội đã khiến đa phần dân cư thị trấn di tản. Trước xung đột vũ trang, nơi đây có khoảng 36.000 cư dân, nhưng nay chỉ nhìn hơn 1.000 người còn ở lại. Liu Ti là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm cảnh sát ở thị trấn này cho biết đa phần những người ở lại là công nhân hưu trí. Ông này bày tỏ quan ngại việc còn người dân ở lại sẽ tạo thêm rủi ro cho binh lính của ông. Chỉ huy của đơn vị UAV thuộc một lữ đoàn của Ukraine, ông Balo nói: "Trong các tuần trước, nhiều đội trinh sát của Ukraine đã thấy các dấu hiệu quân đội Nga tập kết quanh Avdiivka khi Nga mở đợt tấn công đầu tiên vào hồi đầu tháng 10. Ông này cho biết số lượng đối phương lên tới ít nhất 3 lữ đoàn. Theo các quân nhân Ukraine, phía Nga tuân theo một mẫu hành động có thể dự báo được, đó là mở màn trận đánh bằng trọng pháo và máy bay oanh tạc, sau đó các đội thiết giáp sẽ tiến lên. Phía Nga chuẩn bị kỹ càng, đưa xe phá mìn tiến lên phía trước để dọn đường, các xe thiết giáp khác theo sau để thả bộ binh. Nhưng Ukraine hiện có trong tay không ít UAV và họ dùng công cụ này để phát hiện các mũi tiến công của Nga và bắt đầu tấn công thẳng vào đó." Viên chỉ huy Balo nói: "Đơn vị UAV của chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng là phải định vị và loại bỏ đối phương ngay trước khi họ tấn công." Cuộc phản công miền Nam rất được mong đợi của Kiev đã gặp phải những thách thức đáng kể, trong khi khả năng lãnh đạo của Zelensky ngày càng bị giám sát chặt chẽ. Tổng thống Volodymyr Zelensky trấn an khán giả tại hội nghị Reuters Next ở New York vào ngày 8 tháng 11 rằng Ukraine vẫn đang trên đà đạt được kết quả quân sự vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trên chiến trường, Nga vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại các hoạt động của mình. Kênh Jove Voenko đưa tin, quân đội Nga đang tiến hành loạt trận phản công gần Klitschivka và Berkovka, đánh bật lực lượng đối phương khỏi các vị trí bên sườn Bakhmut. Một lần nữa, giao tranh ác liệt lại diễn ra ở sườn phía Bắc và phía Nam Bakhmut, nơi quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công. Ở sườn phía Nam, quân đội Nga giành được thắng lợi về mặt chiến thuật, tấn công vào khu vực Klitschivka. Các nhóm xung kích được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và pháo binh đã tiến vào được ngôi làng bị bỏ hoang trước đó, đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine. Nguồn tin Kiev cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui 200 mét khỏi vùng xám ở khu vực Klitschivka. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Ở cánh trái, đối với lực lượng vũ trang Nga, tình hình là thành công nhất. Ukraine cũng thừa nhận điều này. Các nhà phân tích quân sự Ukraine báo cáo, phía nam hồ chứa Berkovka, quân Nga đã thành công khi tiến dọc theo các vành đai rừng và cố gắng tiến xa hơn về phía tây dọc theo tuyến đường sắt hướng tới vườn ươm Vilanova. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục, pháo binh Nga đang tích cực hoạt động. Ở phía tây làng Zagodnoye, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trong nhiều ngày theo hướng sở chỉ huy đối phương ở phía nam con đập. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đã thực hiện 22 cuộc tấn công vào các khu vực Boronovka, Zhomovoy, Ivanovsky, Klitschivka và Andriivka.
Có thể thấy, Nga đang tỏ ra khá linh hoạt, trong khi Kiev dồn quân lên tăng viện cho Avdiivka, thì lực lượng Moscow ở Bakhmut lấn ra lại ép quân đội Kiev quay về giữ thành quả ít ỏi suốt mấy tháng ở Sơn Nam, buộc Ukraine và chỗ nọ lại thùng chỗ kia. Theo kênh Severosvo, tính đến 1 giờ ngày 9 tháng 11, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công quy mô lớn vào hai sườn Avdiivka. Ở sườn phía nam với sự yểm trợ của pháo hạng nặng và pháo phản lực bắn loạt, các nhóm tấn công của Nga tiến được 700-800m về phía bắc làng Vodiano. Đồng thời cũng có sự dịch chuyển trong khu vực Pervomaiskoye và Tonenkoye. Ở sườn phía bắc diễn ra các hoạt động tấn công tích cực trong khu vực Stepovo, Petrovsky, nhà máy than cốc và nhà máy hóa chất Avdiivka. Theo một số báo cáo, nhóm tấn công đầu tiên tiến thẳng vào khu vực nhà máy. Cuộc tiến công ở sườn phía bắc dài hơn 1 km. Tại thời điểm này, các binh sĩ Nga đang củng cố vị trí mới và chờ đợi đợt phản công của Ukraine. Quan chức địa phương nhận định Nga đang ém quân để chờ đợi điều kiện thuận lợi sau những trận mưa lớn kéo dài suốt một tuần. Nhà lãnh đạo quân sự Avdiivka Vitaliy Barabak cho hay, đợt tấn công thứ ba chưa bắt đầu nhưng họ đang chuẩn bị. Điều kiện thời tiết đã trở nên phù hợp trong hai ngày qua, giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Avdiivka là đô thị chủ chốt nằm ở phía bắc, thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên, có dân số khoảng 30.000 người trước khi bùng phát chiến sự, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.500 cư dân. Thành phố hiện do Ukraine kiểm soát và là một trong những mục tiêu tấn công của Nga trong khu vực. Ukraine coi Avdiivka là cửa ngõ cho mọi chiến dịch tiến công về hướng đông trong tương lai, do thành phố chỉ cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 20 km. Trong khi đó, một số nhà phân tích Ukraine cho rằng trận đánh tại Avdiivka chỉ mang ý nghĩa chính trị và không mang lại nhiều lợi ích cho Moscow. Sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10, Hamas đã bắt giữ hơn 200 con tin, trong đó có cả người Israel và công dân nước ngoài. Cho đến nay, sau một tháng nổ ra xung đột, Hamas mới chỉ phóng thích một số con tin khiến gia đình các nạn nhân bị bắt cóc vô cùng lo lắng, bất an. Trong khi đó, Israel vẫn đang thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào thành trì của Hamas để xóa sổ lực lượng này. Trước diễn biến này, nhiều người lo lắng cho số phận của hàng trăm con tin bị Hamas bắt giữ. Mới đây, các nguồn thạo tin tiết lộ, Mỹ cùng với Ai Cập, Qatar đang trung gian dàn xếp các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo 3 ngày giữa Israel-Hamas ở dải Gaza. Một quan chức Liên Hợp Quốc và một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết, thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian ngắn để cho phép nhiều viện trợ hơn, bao gồm cả lượng nhiên liệu hạn chế, chuyển tới Gaza. Động thái nhằm giảm bớt tình cảnh ngày càng tồi tệ đối với 2,3 triệu người Palestine bị mắc kẹt ở vùng đất đang bị quân Israel bao vây và tấn công này. Đổi lại, phong trào vũ trang Hamas sẽ phải phóng thích khoảng 10 con tin đang giam giữ ở Gaza. Báo Guardian dẫn lời một quan chức Ai Cập cho biết, các chi tiết của thỏa thuận đã được thảo luận trong tuần này tại Cairo, với sự tham gia của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA và một phái đoàn Israel. Quan chức này cho biết thêm, các nhà hòa giải đang hoàn thiện một bản dự thảo thỏa thuận. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa đưa ra bất kỳ khung thời gian cụ thể nào cho việc tạm dừng các hoạt động quân sự của Israel. Tuy nhiên, Washington đề nghị Tel Aviv xem xét việc giảm một thời gian dừng bắn nhân đạo với việc trả tự do cho một số con tin nhất định. Quan chức Mỹ lưu ý, nếu các bên đạt thỏa thuận và triển khai nó thành công, công thức tương tự có thể được cân nhắc áp dụng đối với những lần tạm ngừng bắn và thả thêm con tin khác. Qatar là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhà nước Palestine, có các kênh liên lạc công khai với Hamas. Lực lượng đang kiểm soát dải Gaza và cũng là nước đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát, quốc gia vùng vịnh này đã tích cực đóng vai trò trung gian với các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Hamas trả tự do cho các con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công và xâm nhập bất ngờ lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Trong vài tuần gần đây, Qatar đã giúp thuyết phục Hamas trao trả 4 con tin. Ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nhiên liệu sẽ không được chuyển vào dải Gaza và không có lệnh ngừng bắn với Hamas nếu hơn 200 con tin bị lực lượng này bắt giữ không được thả. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đang siết chặt vòng vây quanh thành phố Gaza với mục tiêu xóa sổ lực lượng Hamas đang lẩn sâu trong các đường hầm và căn cứ dưới mặt đất. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cũng nhận định chiến dịch này không hề dễ dàng với Israel khi các con tin bị Hamas bắt giữ cũng bị đưa xuống các cơ sở dưới lòng đất. Tuần trước, ông Ron Dermer, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, xác nhận với các nhà báo rằng Israel đã tạm thời dừng hoạt động quân sự ở các khu vực của Gaza để cho phép các con tin mà Hamas phóng thích được đưa đi an toàn. Nhưng ông Dermer nhấn mạnh đây chỉ là sự ngừng hoạt động tạm thời để thực sự đưa con tin của bạn đến nơi an toàn và làm rõ rằng những động thái như vậy không nên bị nhầm lẫn là việc nới lỏng quyết tâm của Israel trong mục tiêu vô hiệu hóa Hamas.
ngày 8 tháng 11. Các quân nhân Mỹ đưa tin trên mạng xã hội X rằng Mỹ đã thực hiện thêm một chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trong khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM bao gồm Trung Đông. Được biết, loại máy bay này của không quân Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của CENTCOM cho biết, vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, chiếc T-1 Lancer đã thực hiện chuyến bay thứ hai trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Cơ quan này cho biết thêm rằng chiếc máy bay ném bom được chiến đấu cơ F-16 của Mỹ hộ tống. Khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bao gồm 21 quốc gia ở Trung Đông, Đông Bắc Phi, Trung Á và Nam Á, trong đó có Israel, Iraq, Iran, Liban, Syria và các nước khác. B-1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu âm của Mỹ. Có cánh hình mũi tên với kết cấu, cánh cục, cánh xòe, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương ở độ cao thấp. Máy bay có khả năng sử dụng bom thông thường và bom có điều khiển, tên lửa hành trình và vũ khí hạt nhân. Tầm bay tối đa không cần tiếp nhiên liệu của nó là 7,4 nghìn km. Cùng ngày 8 tháng 11, Mỹ đã tấn công một cơ sở cất giữ vũ khí ở miền đông Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ nói đây là cơ sở được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và các nhóm liên quan ở Trung Đông sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã thực hiện cuộc không kích nhằm đáp trả cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ. Ông Austin cho rằng các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ phải dừng lại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh, nếu các cuộc tấn công từ lực lượng ủy nhiệm của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tiếp tục, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện biện pháp cần thiết hơn nữa để bảo vệ người dân của mình. Mỹ hiện có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq, thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương, ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng ở Trung Đông và biến quân đội Mỹ tại các căn cứ biệt lập trở thành mục tiêu. Trước đó cùng ngày, một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã bị phong trào Houthi có liên kết với Iran bắn hạ ngoài khơi Yemen. Đài CNN dẫn nguồn tin từ quan chức quốc phòng cho biết, chiếc MQ-9 Reaper khi đó đang hoạt động trên vùng biển và không phận quốc tế. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, phía lực lượng Houthi cho biết máy bay không người lái bay trong không phận Yemen và bị lực lượng phòng không bắn hạ. Nhóm này cũng tuyên bố đã phóng ít nhất 4 máy bay không người lái và tên lửa bay về phía nam Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Ngày 8 tháng 11, Liên Hợp Quốc thông báo một chuyến hàng vật tư y tế và thuốc men đã đến viện Al-Shifa ở phía bắc dải Gaza. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng vẫn cần nhiều hàng viện trợ hơn nữa để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực. Trong tuyên bố chung, Giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, Philip Ladarini và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hàng viện trợ đã đến bệnh viện lớn nhất Gaza, bất chấp những rủi ro lớn đe dọa các nhân viên và đối tác y tế của Liên Hợp Quốc do các cuộc bắn phá không ngừng. Họ nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là đợt cung cấp vật tư y tế thứ hai đến được bệnh viện Al-Shifa kể từ khi xung đột lần này giữa Israel và Hamas bùng phát cách đây hơn một tháng. Mô tả tình hình ở bệnh viện Al-Shifa là thảm khốc, các quan chức nhấn mạnh đợt hàng viện trợ mới nhất vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn ở dải Gaza. Các giường bệnh tại đây luôn trong tình trạng quá tải khi số người bị thương cần hỗ trợ y tế tăng lên mỗi giờ. Các bác sĩ buộc phải điều trị cho bệnh nhân trên hành lang, sàn nhà và thậm chí ngoài trời trong khi thuốc men và thuốc gây mê sắp cạn kiệt. Những người đứng đầu UNRWA và WHO kêu gọi khẩn trương cung cấp nhiên liệu cho các cơ quan nhân đạo ở Gaza, cảnh báo không có nhiên liệu, các bệnh viện và cơ sở thiết yếu khác sẽ không thể hoạt động và hậu quả là sẽ có thêm nhiều người tử vong. Trong khi đó, hàng chục nghìn người phải sơ tán đã tìm nơi trú ẩn trong các bãi đỗ xe và sân của bệnh viện. Cùng ngày, Bộ Y tế Palestine cho biết bệnh viện Al-Quds ở thành phố Gaza đã ngừng hầu hết các hoạt động sau khi hết nhiên liệu và chịu đựng các cuộc bắn phá hàng ngày của Israel xung quanh khu phức hợp y tế những ngày qua. Bệnh viện Al-Quds nằm ở khu phố Tan Al-Hawa và do Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine PRCS điều hành. Đại diện bệnh viện cho biết họ buộc phải dừng hầu hết các dịch vụ để hạn chế sử dụng nhiên liệu và đảm bảo mức dịch vụ tối thiểu trong những ngày tới. Bệnh viện không còn nguyên liệu để phát máy phát điện và hiện chỉ còn duy nhất máy để cung cấp dịch vụ thiết yếu cho bệnh nhân. Khu phẫu thuật và trung tâm sản xuất oxy đã bị đóng cửa. Người phát ngôn của PRCS, Neban Fasak cho biết
Những cuộc pháo kích liên tục đã khiến hầu hết các tòa nhà xung quanh bệnh viện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi lo ngại pháo bom sẽ đánh thẳng vào bệnh viện. Cũng trong ngày 8 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel thông báo cửa khẩu Rafah dẫn vào Gaza đã bị đóng lại do sự cố an ninh không xác định. Ông bày tỏ hy vọng cửa khẩu do Ai Cập kiểm soát này sẽ được mở lại đều đặn để đưa hàng viện trợ vào dải Gaza và các công dân nước ngoài có thể tiếp tục sơ tán. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ura Zaya và đặc phái viên phụ trách các vấn đề nhân đạo khu vực Trung Đông sẽ gặp giới chức Ai Cập và Liên Hợp Quốc tại Cairo để thảo luận về việc tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo vào Gaza. Dự kiến, Thứ trưởng Zaya trước tiên sẽ đến Paris, Pháp trong ngày 9 tháng 11. Tại đây, bà sẽ đại diện cho Mỹ tham dự hội nghị nhân đạo quốc tế về Gaza do Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron chủ trì. Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công quân sự vào mục tiêu ở Syria để đáp trả các cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Theo đó, ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, theo mệnh lệnh của Tổng thống Joe Biden, hai tiêm kích F-15 đã tiến hành đòn tấn công mang tính tự vệ nhằm vào kho vũ khí được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân cận sử dụng ở miền đông Syria. Đây là biện pháp trả đũa loạt tập kích nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Syria và Iraq. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, Tổng thống không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của lực lượng Mỹ và Tổng thống đã chỉ đạo hành động ngay hôm nay để làm chứng tỏ rằng Mỹ sẽ bảo vệ chính mình, nhân viên và lợi ích của mình. Ông Austin cũng cảnh báo về bất kỳ sự leo thang nào trong các hành động gây hấn, đồng thời tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các biện pháp cần thiết hơn nữa nhằm bảo vệ người dân và các cơ sở của Mỹ. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định, lực lượng Mỹ tiếp tục thực hiện bất kỳ nhiệm vụ tấn công nào chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Iraq và Syria. Ngay sau thông báo của Bộ trưởng Austin, truyền thông Liban đưa tin căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ dầu khí Conoco ở miền đông Syria đã bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi Lầu Năm Góc triển khai thêm vũ khí, phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông. Các căn cứ quân sự và điểm triển khai binh sĩ Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái UAV hoặc rocket từ sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Theo thống kê của Lầu Năm Góc, ít nhất 40 vụ tấn công kiểu này đã xảy ra từ ngày 17 tháng 10, khiến hàng chục binh sĩ và nhân viên Mỹ bị thương. Nhóm vũ trang có tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq nhận trách nhiệm đối với phần lớn vụ tập kích UAV và rocket gần đây nhằm vào các căn cứ Mỹ. Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia Syria SANA đưa tin, quân đội Israel đã không kích một số vị trí quân sự ở miền nam Syria trong ngày 8 tháng 11. SANA dẫn lời một nguồn tin quân sự xác nhận vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành một cuộc không kích từ hướng Banbek ở Liban, đánh trúng một số vị trí quân sự ở khu vực phía nam, gây ra một số thiệt hại vật chất. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOSA cho biết, những đợt không kích của Israel đã khiến 3 chiến binh thuộc lực lượng thân Iran thiệt mạng khi đánh trúng các vị trí được cho là của phong trào Hezbollah tại khu vực gần thủ đô Damas của Syria trong ngày 8 tháng 11. Cụ thể, người đứng đầu SOSA, ông Rami Abdelrahman thông báo rằng 3 chiến binh nhưng không phải là người Syria đã thiệt mạng trong những đợt không kích của Israel nhằm vào các trang trại và những vị trí khác thuộc về lực lượng Hezbollah ở gần Agraba và Seiza Zeynab. Theo SOSA, làng Agraba là nơi đặt một sân bay quân sự cách sân bay quốc tế Damas hơn 10 km. Ngoài ra, cũng theo SOSA, quân đội Israel còn tấn công các vị trí phòng không của Syria ở tỉnh miền nam Guida. Hai quốc gia hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga và Mỹ, hiện nay đều chia sẻ về sự tiếc nuối khi các hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời chiến tranh lạnh hiện đang bị đổ vỡ và có thể dẫn đến việc gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Ngày 7 tháng 11, Nga đã chính thức rút lui khỏi một hiệp ước an ninh quan trọng mà Nga lý giải bằng việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng quá mức mà họ có thể chấp nhận. NATO đã thông báo rằng các thành viên khác của tổ chức cũng sẽ tạm ngừng việc thực hiện hiệp ước sau bước đi của Nga. Khi nói về khả năng tiến hành đàm phán chiến lược về vũ khí hạt nhân với Mỹ và phương Tây, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố: "Chúng ta thấy cần thiết thực hiện đàm phán.
Tuy nhiên, đàm phán không thể diễn ra khi một quốc gia tỏ thái độ giảng dạy quốc gia khác. Chúng ta không chấp nhận điều đó. Mặc dù vậy, ông Peskov cũng đã khẳng định rằng đàm phán vẫn là điều cần thiết và cho biết: "Chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng bắt đầu, nhưng cho đến nay, tình hình thực tế vẫn chưa thay đổi." Các xung đột xảy ra ở Ukraine đã dẫn đến cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, mặc dù cơ cấu an ninh sau chiến tranh lạnh đã sụp đổ từ trước cuộc xung đột này. Lo sợ về nguy cơ xung đột hạt nhân, giống như trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962, đã khiến Mỹ và Liên Xô cố gắng hạn chế cuộc đua vũ trang và đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí để hiểu rõ hơn về vũ khí và khả năng của đối phương. Tuy nhiên, phần lớn cấu trúc đó đã bị đảo lộn. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký văn bản hủy bỏ việc thực hiện hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Lãnh đạo Nga còn cho biết ông chưa thể xác nhận liệu Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân hay không. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev đã chỉ trích cơ cấu kiểm soát vũ khí quốc tế đã bị phá vỡ và đổ lỗi cho phương Tây làm gia tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Khi được hỏi về ý kiến của ông Pachusev, ông Peskov đã đáp: "Pachusev là Thư ký Hội đồng An ninh, ông ấy là một người đại diện của Điện Kremlin và những tuyên bố của ông ấy đại diện cho quan điểm của Điện Kremlin." Ông nói thêm: "Về Liên bang Nga, chúng tôi có một chiến lược về vũ khí hạt nhân, trong đó mọi điều đã được đề ra rõ ràng. Không có thay đổi nào, điều này đã được Tổng thống xác nhận." Ngày 8 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài phát biểu bày tỏ quan ngại về việc NATO đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ, đặc biệt ở hướng châu Á. Trong buổi phát biểu trước cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp tại Moscow, ông Putin nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng một số quốc gia đang nỗ lực để mở rộng vùng ảnh hưởng của họ. Điều đáng chú ý là Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã vi phạm chính sách của họ và cố gắng hoạt động vượt ra khỏi ranh giới địa lý của họ." Ông Putin đã tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng Mỹ đang dẫn dắt các nước thành viên NATO vào việc tạo ra tình hình căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cố gắng xây dựng các liên minh chính trị, quân sự mới với các nước trong khu vực này. Theo ông Putin, Mỹ đang hành động dưới áp lực lợi ích riêng của họ, trong khi Nga và Trung Quốc đã đáp ứng một cách bình tĩnh và cân bằng đối với ý định của Washington về việc tạo ra các liên minh mới trong khu vực bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm việc tổ chức tập trận hải quân và không quân chung. Tổng thống Nga cũng đã phủ nhận thông tin về việc Nga và Trung Quốc đang hình thành bất kỳ liên minh quân sự nào kiểu chiến tranh lạnh, và ông cho rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước mang tính xây dựng và là yếu tố quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp đã bày tỏ sự tôn trọng của Trung Quốc đối với Nga trong việc đối phó với áp lực lệnh trừng phạt từ phương Tây, và ông tin rằng không có khó khăn nào có thể đánh bại Nga. Theo thông tin từ hãng thông tấn Anadolu, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine vào tháng 2 năm 2022 do lo ngại rằng Ukraine có thể gia nhập NATO. Tuy nhiên, sau xung đột giữa Nga và Ukraine, Phần Lan, quốc gia giáp biên giới với Nga, đã gia nhập NATO và Thụy Điển đang chờ xem xét đơn đăng ký gia nhập NATO. Trong bối cảnh châu Á, Mỹ cho rằng lực lượng Trung Quốc đang thực hiện các hành động khiêu khích ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi lực lượng Mỹ đang nỗ lực bảo vệ tự do hàng hải trong các khu vực biển quốc tế. Chính quyền ông Biden đang đối diện với thách thức kiểm soát tình hình khủng hoảng lan rộng ở Trung Đông, trong khi cố gắng thuyết phục Israel tạm ngừng giao tranh vì lý do nhân đạo tại Gaza. 4 tuần sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 và chiến dịch đáp trả mạnh mẽ của Tel Aviv tại dải Gaza, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với áp lực gia tăng. Họ phải duy trì sự hỗ trợ đối với đồng minh truyền thống của Mỹ, Israel, nhưng cũng phải kiềm chế các hành động quân sự tàn khốc có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Áp lực gia tăng khi có sự gia tăng của làn sóng phản ứng quốc tế, đặc biệt là từ các đồng minh Ả Rập của Mỹ, đối với những thương vong và thảm cảnh mà dân thường ở dải Gaza phải chịu do các cuộc không kích bằng bom đạn. Trong những ngày qua, chính quyền ông Biden đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý tạm ngừng bắn trong vài ngày để tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ vào dải Gaza và giúp Hamas cũng như các nhóm vũ trang đồng minh có thời gian để kiểm tra tình hình của hơn 240 con tin mà họ đang giam giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Các quan chức Mỹ cho biết, cuộc đàm phán về việc giải cứu con tin vẫn tiếp tục với sự trung gian của Qatar trong việc thương lượng với Hamas. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục thảo luận về điều kiện thả con tin nếu Israel không ngừng tấn công vào Gaza. Mỹ kỳ vọng rằng mối quan hệ đồng minh và viện trợ an ninh hàng năm 3,8 tỷ đô la Mỹ có thể thuyết phục các lãnh đạo Israel chấp nhận phương án này. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố rằng Israel sẽ không đồng ý tạm ngừng theo lời kêu gọi từ Washington và các bên khác, đặc biệt là khi Hamas vẫn chưa thả con tin tại dải Gaza. Điều kiện này của Israel đã khiến mọi chuyện đi vào bế tắc vì Hamas đã tuyên bố rằng họ sẽ không thể kiểm đếm và trả con tin nếu quân đội Israel không ngừng các cuộc không kích và tấn công liên tục. Nghị sĩ Seth Moulton, thành viên Đảng Dân Chủ bang Massachusetts bày tỏ, lịch sử đã nhiều lần chỉ ra rằng các tổng thống Mỹ không có nhiều đòn bẩy với Israel như họ nghĩ.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Finner đã trong chương trình Face the Nation của CBS vào ngày 5 tháng 11 thảo luận rằng Washington đang sử dụng sự ảnh hưởng của mình đối với Tel Aviv một cách kín đáo. Tuy nhiên, lời từ chối thẳng thừng và công khai của Thủ tướng Netanyahu được coi là một cú sốc đối với nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì ảnh hưởng của họ ở Trung Đông. Trong nỗ lực ngoại giao mới nhất tại Trung Đông, ông Blinken đã cố gắng thuyết phục các lãnh đạo khu vực rằng Mỹ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào ép buộc người dân Gaza phải di dời đến Ai Cập, trong khi Israel tiến hành chiến dịch chống lại Hamas. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq vào ngày 5 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về sự cần thiết để đảm bảo người Palestine không bị buộc phải rời Gaza. Ngay sau cuộc đột kích của Hamas đầu tháng trước, Tel Aviv đã đề xuất ý tưởng chuyển đến 2 triệu người Gaza đến bán đảo Sinai của Ai Cập. Chính quyền ông Biden đã từ chối ý tưởng này, theo các nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu. Tại cuộc họp báo tại Amman, ông Blinken cùng với Ngoại trưởng Jordan và Ai Cập đã thể hiện sự không đồng tình về tương lai của Gaza. Khi Mỹ từ chối kêu gọi Israel ngừng bắn ngay lập tức vì cho rằng điều đó chỉ giúp Hamas có thêm thời gian củng cố lực lượng. Dưới áp lực dư luận, Tổng thống Biden đã thực hiện cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu vào ngày 6 tháng 11 và tiếp tục đề nghị Israel tạm ngừng chiến thuật trong cuộc xung đột. Như thông tin từ người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, chia sẻ, điều này đã được thảo luận tích cực với các đối tác Israel và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ duy trì sự ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột. Chính quyền của Tổng thống Biden đã tham khảo các kinh nghiệm quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan để thuyết phục Israel rằng một chiến dịch quân sự hạn chế có thể hiệu quả hơn và giúp giảm áp lực từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì quan điểm của họ. Tel Aviv đang tập trung vào chiến dịch tấn công với mục tiêu siết thỏng lọng xung quanh tổ chức Hamas. Thành viên cấp cao tại Quỹ Canise vì Hòa bình Quốc tế tại Mỹ, Aaron David Miller, đã cho biết trong bối cảnh đó, chính quyền của Tổng thống Biden đang lo lắng về các tác động chính trị của cuộc xung đột tại Gaza và phản ứng quốc tế đối với tình hình của dân thường Palestine. Giới quan sát nhận định, chính quyền ông Biden đã cho thấy họ không thể tạo ra đồng thuận về thỏa thuận cho tương lai của Gaza nếu Israel đánh bại Hamas trên chiến trường. Ngày 8 tháng 11, chính phủ của tân thủ tướng Slovakia Fico tuyên bố nước này sẽ chặn gói viện trợ hơn 40 triệu đô la Mỹ thiết bị quân sự mà chính phủ tiền nhiệm dành cho Ukraine. Trong nghị quyết, ông Slovakia Fico nêu rõ, chúng tôi không chấp thuận đề xuất tài trợ thiết bị quân sự cho Ukraine. Hồi tháng trước, chính phủ cựu thủ tướng Eduard Heizer đã đưa ra đề xuất viện trợ thiết bị quân sự cho Ukraine trước khi ông chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm. Chính phủ Slovakia tiền nhiệm ủng hộ Ukraine nhiệt thành và đã cung cấp thiết bị quân sự như hệ thống phòng không S-300 và chiến đấu cơ MiG-29 cho Kiev. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức, tân thủ tướng Slovakia Fico đã tuyên bố chấm dứt viện trợ vũ khí cho Ukraine và chỉ ủng hộ các nỗ lực nhân đạo tái thiết cho nước này. Ông cho rằng Slovakia còn nhiều vấn đề nội bộ cần tập trung hơn việc viện trợ cho Ukraine. Được biết, gói viện trợ mà tân thủ tướng bác bỏ ước tính trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ, gồm 140 tên lửa cho hệ thống phòng không KUB, hơn 5.000 viên đạn pháo 125mm và 4 triệu viên đạn. Theo đó, ông Fico cũng từng chỉ trích phương Tây vì viện trợ quân sự cho Ukraine và áp các lệnh trừng phạt với Nga. Ông kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, tân thủ tướng Slovakia từng nhiều lần tuyên bố nước này sẽ dừng các chuyến hàng quân sự tới Ukraine. Tuy nhiên, gần đây, ông nói thêm rằng các giao dịch kinh doanh tư nhân không bị ảnh hưởng. Slovakia là quốc gia có chung đường biên giới phía đông với Ukraine. Từ khi nổ ra chiến sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, nước này đã gửi 13 gói viện trợ quân sự, tổng trị giá 671 triệu euro cho Kiev. Tháng trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định rằng Slovakia không phải bên cung cấp vũ khí lớn cho Ukraine, nên quyết định của Thủ tướng Fico sẽ không ảnh hưởng tới cục diện chiến sự. Trong một diễn biến khác, ngày 8 tháng 11, nghị sĩ Oleksiy Honcharenko của Ukraine cho biết, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua dự luật về gia hạn 90 ngày tình trạng thiết quân luật, vốn sẽ hết hạn ngày 16 tháng 11 tới. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật về việc gia hạn lệnh tổng động viên đến ngày 14 tháng 2 năm 2024. Ngày 24 tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố tình trạng thiết quân luật vào sau khi xảy ra cuộc xung đột với Nga. Từ đó đến nay, tình trạng thiết quân luật đã được gia hạn 9 lần. Ngày 7 tháng 11, nhà đấu giá Christie cho biết viên kim cương xanh Blue Royal đặc biệt quý hiếm đã được bán với giá hơn 40 triệu đô la Mỹ. Điều này khiến nó trở thành một trong những viên kim cương đắt nhất từng được đấu giá. Được biết, Blue Royal nặng 17,61 carat là viên kim cương xanh đẹp không tì vết lớn nhất từng được bán trong lịch sử đấu giá. Trong tháng này, một loạt cuộc bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ trong tháng này như chuỗi ngọc trai nữ minh tinh người Anh Andre Hepburn từng đeo và đồng hồ tự khắc của nam tài tử người Mỹ Marlon Brando
nhưng đây được coi là thương vụ nổi bật nhất. Trước đó, viên kim cương Blue Royal dự kiến được bán với giá từ 35 đến 50 triệu đô la Mỹ trong phiên đấu giá Magnificent Jewels của nhà đấu giá Christie. Sau vòng đấu giá kéo dài 7 phút giữa ba khách hàng tiềm năng, viên kim cương quý hiếm này cuối cùng đã thuộc về một nhà sưu tập tư nhân giấu tên với giá 39,505 triệu franc Thụy Sĩ, 43,8 triệu đô la Mỹ bao gồm cả thuế và phí. Người phụ trách đồ trang sức của nhà đấu giá Christ ở Geneva, ông Max Fawcett, nhấn mạnh với mức giá gần 2,5 triệu đô la Mỹ một carat, đây đã trở thành cuộc đấu giá trang sức đắt nhất thế giới trong năm nay. Trong lịch sử, đây là cuộc đấu giá trang sức đắt thứ 10. Viên kim cương hình quả lê gắn trên một chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập tư nhân suốt nhiều thập niên và đây là lần đầu tiên món trang sức này được lên sàn đấu giá. Những viên kim cương xanh rực rỡ nặng hơn 10 carat là đặc biệt hiếm. Kể từ khi nhà đấu giá Christie được thành lập vào năm 1766, chỉ có 3 viên như vậy được đem ra bán trong 13 năm qua. Một trong số này là Open Hammer Blue được bán với giá 57,5 triệu đô la Mỹ trong phiên đấu giá năm 2016 và đây cũng là viên kim cương duy nhất Christie bán với giá cao hơn Blue Royal. Trong khi đó, nhà đấu giá Sotheby's, đối thủ của Christie, đã bán viên kim De Beers Cullinan Blue với giá hơn 57 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Được biết ngày 8 tháng 11, Sotheby's cũng tổ chức phiên đấu giá trang sức Magnificent Jewels ở Geneva với các viên đá quý và một bộ sưu tập trang sức hoàng gia. Hành tinh của chúng ta thực sự đang rung chuyển theo đúng nghĩa đen dưới tác động của sự nóng lên toàn cầu, cảnh báo về một tương lai đầy khủng hoảng ở phía trước. Từ những thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng đến những đại dịch ngày càng trầm trọng, các dấu hiệu về một tương lai khó lường trên hành tinh ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tác động của biến đổi khí hậu đang làm rung chuyển thế giới chúng ta đang sống theo đúng nghĩa đen. Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng những thay đổi do khí hậu gây ra đã ảnh hưởng đến hoạt động của sóng biển, đặc biệt là những sóng do bão gây ra. Trong 4 thập kỷ qua, những con sóng này không chỉ khiến mực nước biển dâng cao mà còn làm rung chuyển trái đất. Khi các con sóng đại dương dâng lên và hạ xuống, chúng tác động lực xuống đáy biển và gây ra sóng địa chấn. Những sóng này mạnh mẽ và lan rộng đến mức tạo thành những tiếng đập đều đặn trên máy ghi địa chấn, công cụ dùng để theo dõi và nghiên cứu động đất. Trong những thập kỷ gần đây, tín hiệu sóng địa chấn đã trở nên dữ dội, bằng chứng là những vùng biển ngày càng xuất hiện nhiều cơn bão và sóng biển dâng cao hơn. Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications, nhóm chuyên gia cho biết trong vòng 4 thập kỷ qua, họ đã theo dõi sự gia tăng đó trên khắp thế giới. Mạng lưới địa chấn toàn cầu được biết đến nhiều nhất trong việc theo dõi và nghiên cứu các trận động đất, cũng như cho phép các nhà khoa học tạo ra những hình ảnh về lõi sâu bên trong hành tinh của chúng ta. Những thiết bị có độ nhạy cao này liên tục ghi lại rất nhiều hiện tượng địa chấn tự nhiên và do con người gây ra, bao gồm phun trào núi lửa, nổ hạt nhân, thiên thạch tấn công, lở đất và động đất trên sông băng. Chúng cũng thu được các tín hiệu địa chấn dai dẳng từ gió, nước và hoạt động của con người. Ví dụ, các mạng lưới địa chấn đã quan sát thấy tiếng ồn địa chấn do con người gây ra trên toàn cầu khi nhiều quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa vào thời đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tín hiệu nền địa chấn phổ biến nhất trên toàn cầu là tiếng đập không ngừng được tạo ra bởi những con sóng biển do bão gây ra, được gọi là vi địa chấn toàn cầu. Nhóm chuyên gia đã ước tính và phân tích cường độ vi địa chấn từ cuối những năm 1980 tại 52 địa điểm trên khắp thế giới với lịch sử ghi chép liên tục lâu dài. Họ nhận thấy rằng 41 trong số các trạm này, 79%, cho thấy mức năng lượng tăng dần và đáng kể trong nhiều thập kỷ. Kết quả chỉ ra rằng năng lượng sóng biển trung bình trên toàn cầu kể từ cuối thế kỷ 20 đã tăng với tốc độ trung bình là 0,27% mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2000, mức tăng tỷ lệ này trên toàn cầu là 0,35% mỗi năm. Các khu vực có năng lượng vi địa chấn đáng kể nhất được tìm thấy ở Nam Đại Dương, gần bán đảo Nam Cực. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra nhiều bão tố trên thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng sóng Bắc Đại Tây Dương đã tăng cường nhanh nhất trong những thập kỷ gần đây. Dữ liệu đó phù hợp với những khám phá khác cho thấy sự gia tăng cường độ bão và các mối nguy hiểm ven biển ở Bắc Đại Tây Dương. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ gây thêm thảm họa cho các cộng đồng dân cư ven biển, nơi vốn dễ bị tổn thương bởi mực nước biển dâng cao. Độ cao sóng biển tăng vọt có thể gây ra mối đe dọa đáng kể, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và làm xói mòn bờ biển. Khi kết hợp với tình trạng mực nước biển dâng và sụt lún đang diễn ra, những tác động này càng trở nên rõ rệt hơn. Dữ liệu địa chấn cũng cho thấy sự thay đổi theo mùa của các siêu bão mùa đông giữa bán cầu Bắc và Nam, cùng mối liên hệ của chúng với các hiện tượng như El Nino và La Nina. Đồng thời, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự rung chuyển của trái đất chịu ảnh hưởng gián tiếp từ lượng khí thải nhà kính đang ngày một tăng từ các hoạt động của con người trong những thập kỷ gần đây. Hậu quả là trong thời gian tới, những đợt sóng có sức tàn phá lớn và những cơn bão cường độ mạnh sẽ tiếp tục hình thành, khiến trái đất và mọi sinh vật sống trên hành tinh phải hứng chịu hậu quả. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, cũng như xây dựng khả năng phục hồi dựa vào cơ sở hạ tầng ven biển và các chiến lược bảo vệ môi trường bền vững.
Trong những ngày đầu xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều người Ukraine được cho là đã tỏ ra lạc quan về sự chiến thắng của quân đội Kiev trước Moscow. Tuy nhiên, sau 20 tháng chiến sự, một cuộc thăm dò cho thấy tinh thần lạc quan của người Ukraine cũng đã vơi đi, nhường chỗ cho sự bi quan về thành công của quân đội Kiev. Một người lính Ukraine và bạn gái của anh đã từ bỏ hy vọng rằng cuộc chiến chống Nga sẽ sớm kết thúc và quyết định đính hôn dù không biết khi nào anh sẽ được trở về. Trong khi đó, một người phụ nữ khác đã quyết định ngừng lo lắng và chỉ tưởng tượng rằng hòa bình sẽ đến vào mùa xuân tới, có thể cùng với những bông hoa nở rộ. Cô Tetiana Kosta hiện đang làm việc tại một khu chợ ở Kiev, thủ đô Ukraine cho biết, tôi cảm thấy bất lực, tôi đang mơ cuộc chiến sẽ dừng lại. Các cuộc thăm dò và phỏng vấn cho thấy, do quân đội Ukraine bị trì trệ trong các chiến hào dọc chiến tuyến, đồng thời cảm giác rằng vũ khí từ các đồng minh đến quá muộn và giờ đây thậm chí còn bắt đầu cạn kiệt, người Ukraine đang ngày càng bi quan về triển vọng giành chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến với Nga. Niềm hy vọng vốn là trụ cột trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga đã bị sứt mẻ đáng kể. Kết quả là một quốc gia đang chuẩn bị cho cuộc sống với xung đột thường xuyên và không có hồi kết. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ sẵn sàng cho một giải pháp thương lượng với Nga lần đầu tiên đã tăng lên một biên độ nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa. Tuy nhiên, đại đa số người Ukraine vẫn kiên quyết từ chối đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Các cuộc thăm dò cho thấy người Ukraine tràn trề hy vọng nhất vào mùa đông năm ngoái trước cuộc phản công ở miền nam của Kiev. Theo một cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, một trong những cơ quan thăm dò hàng đầu của đất nước, niềm tin đã giảm sút kể từ đó. Viện này cho thấy niềm tin vào chính phủ của người Ukraine đã giảm từ 74% vào tháng 5 xuống còn 39% vào tháng 10, thời điểm cuộc phản công của Ukraine bắt đầu và sau đó kết thúc. Thành quả quân sự quan trọng cuối cùng của Ukraine là việc chiếm lại thành phố Kherson đã diễn ra cách đây một năm, bất chấp nhiều tháng chiến đấu đẫm máu và hàng chục nghìn người thương vong, rất ít đất đai đã được giải phóng. Vài ngày trước, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã đưa ra đánh giá thẳng thắn rằng cuộc chiến đang rơi vào bế tắc, các cuộc tấn công cơ giới đang thất bại và nếu không có vũ khí công nghệ tiên tiến hơn, một giai đoạn xung đột mới kéo dài sẽ bắt đầu. Người đứng đầu làng Tuklia, phía tây Ukraine, Andriy Tachi cũng kết luận như vậy. Andriy Tachi đã rút ra sau khi tình nguyện đưa thi hài các binh sĩ từ mặt trận về quê hương và tổ chức tang lễ. Ông cho biết, ông đã nghe nói về những trận chiến khó khăn, đẫm máu chỉ để giữ vị trí và những lời phàn nàn của những người lính mệt mỏi vì xung đột rằng họ thiếu đạn dược. Ông Tachi nói, các chàng trai ở tuyến đầu mệt mỏi về thể chất lẫn tâm lý, rất mệt mỏi. Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, sự thất vọng đang gia tăng, làng nào cũng có mộ mới, tình hình rất tệ. Cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev còn cho thấy, niềm tin vào ông Zelensky, mặc dù vẫn được đa số người Ukraine chia sẻ, đã sụt giảm từ mức 91% trong tháng 5 xuống 76% trong tháng 10. Các cuộc thăm dò khác cho thấy tỷ lệ tán thành công việc của ông Zelensky là 72%. Cuộc khảo sát của Viện cho thấy chỉ 48% người Ukraine nói rằng họ tin tưởng kênh tin tức truyền hình do chính phủ kiểm soát được gọi là Telemarathon, phát sóng những tin tức lạc quan về hoạt động quân sự ở miền Nam. Chương trình này nhằm mục đích nâng cao tinh thần của người Ukraine khi quân đội của họ chiến đấu để đẩy lực lượng Nga ra khỏi bờ biển biển Azov. Nhưng sự khác biệt của các bản tin được phát ra với các sự kiện trên thực địa đã khiến người Ukraine hoài nghi. Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc Viện Kiev, ông Anton Hrusevsky cho biết, chúng ta nên thành thật, mọi người đang trở nên bi quan. Quyền Tổng thống U Minh Suê cảnh báo rằng Myanmar có nguy cơ bị chia cắt vì xung đột liên quan tới các nhóm vũ trang sắc tộc tại biên giới với Trung Quốc. Cụ thể, ngày 9 tháng 11, Global News Live of Myanmar, GLNM, dẫn lời ông Minh Suê phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết, nếu chính phủ không quản lý hiệu quả các sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần, vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Ông Minh Suê nhấn mạnh, hiện là thời điểm quan trọng của nhà nước nên toàn thể người dân cần ủng hộ quân đội Myanmar. Chính quyền quân sự tại Myanmar đang đối diện thách thức lớn nhất từ khi quân đội nước này đảo chính hồi năm 2021. Một loạt nhóm vũ trang dân tộc thiểu số nổi dậy ở nhiều nơi đã và đang tấn công hàng trăm đồn quân sự ở phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam nước này. Cuối tháng trước, quân đội Myanmar đã giao tranh với ba nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang tại Bang San, khu vực giáp biên giới Myanmar và Trung Quốc. Cuộc giao tranh này diễn ra ác liệt khi liên minh ba anh em gồm đội quân dân tộc Arakan, AA, đội quân liên minh dân chủ quốc gia Myanmar, MNDAA
và Quân đội Giải phóng Dân tộc Taang TNLA thông báo đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc. Chính quyền quân đội Myanmar cũng thừa nhận đã mất quyền kiểm soát tại một số thị trấn biên giới quan trọng có giao thương với Trung Quốc, bao gồm thị trấn Chin Swee Hor tiếp giáp với tỉnh Vân Nam. Hôm 7 tháng 11, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận có người Trung Quốc thương vong trong những lần giao tranh trên. Theo Liên Hợp Quốc, ngày 2 tháng 11, hơn 23.000 người đã mất nhà cửa vì cuộc giao tranh kể trên. Trong khi đó, báo chí Myanmar khẳng định hàng nghìn người đã tháo chạy sang Trung Quốc. Ngày 8 tháng 11, chính phủ Italy đã đạt được thỏa thuận với Albania về việc xây dựng hai trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania với số lượng tối đa 3.000 người trong cùng thời điểm. Các cơ sở này sẽ do nhân viên người Italy điều hành và triển khai hoạt động. Theo Thủ tướng Giorgia Meloni, các trung tâm ở Albania sẽ tiếp nhận khoảng 3.000 người di cư khi dự kiến mở cửa vào mùa xuân năm 2024. Nếu đơn vị xin tị nạn được xử lý nhanh chóng, có tới 36.000 người di cư có thể được gửi đến Albania mỗi năm. Điều đó có thể giảm bớt tình trạng quá tải thường xuyên tại các trung tâm xử lý tị nạn ban đầu ở Italy, nơi trong những năm qua hàng trăm nghìn người đã đặt chân đến sau khi thực hiện những chuyến đi biển đầy rủi ro qua Địa Trung Hải từ Libya, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác. Italy đã tìm kiếm sự đoàn kết từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU để giúp nước này giải quyết số lượng lớn người nhập cư. Hơn 145.000 người di cư đường biển đã đến Italy vào năm 2023, so với khoảng 88.000 người cùng kỳ năm 2022. Thủ tướng Giorgia Meloni phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Albania Edi Rama rằng: "Tôi coi đây là một thỏa thuận thực sự của châu Âu và chúng ta có thể hợp tác cùng nhau trong việc quản lý các dòng người di cư." Bà nói: "Họ sẽ ở lại các trung tâm này trong thời gian cần thiết để nhanh chóng xử lý đơn tị nạn và nếu cần thiết để hồi hương." Thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu EU thay mặt cho quốc gia EU tiếp nhận người di cư. Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư tăng bất thường. Đối với Italy, từ đầu năm đến nay, 145.000 người di cư đến quốc gia này qua đường biển, tăng mạnh so với năm ngoái. Video Thủ tướng Austria Albanese đi dạo tại Thượng Hải hiện đang gây sốt mạng Trung Quốc. Người dân nước này khen ngợi ông thân thiện và điển trai. Vài ngày trước, phóng viên Will Glasgow của tờ The Austria cho biết anh vô tình bắt gặp Thủ tướng Austria Anthony Albanese mặc trang phục thể thao cùng đội ngũ an ninh đi dạo ở bến Thượng Hải. Glasgow nói với Thủ tướng Albanese trong khi quay video rằng: "Nhìn xem ai kìa, ngài Thủ tướng, ông có khỏe không? Ông thấy chuyến đi này tuyệt chứ?" Ông Albanese mỉm cười, vẫy tay và đáp lại trong khi đi qua phóng viên. Phóng viên Glasgow kể rằng, khi biết người đàn ông vừa đi qua là Thủ tướng Austria, nhiều người Thượng Hải ngỡ ngàng khi đội ngũ an ninh của ông khá thoải mái và ông cũng thân thiện nói chuyện với người qua đường. Sau đó, đoạn video 11 giây về Thủ tướng Austria đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Một trang tin trực tuyến Trung Quốc viết về video này rằng, Thủ tướng Austria bất ngờ xuất hiện ở bến Thượng Hải. Ông ấy tương tác với người qua đường và diện chiếc áo phông thể thao cực ngầu. Nhiều bình luận gọi ông là soái ca, cụm từ người Trung Quốc dùng để miêu tả những người đàn ông điển trai phong độ. Video thu hút chú ý tới mức hôm ngày 7 tháng 11, trong cuộc gặp với người đồng cấp Australia tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhắc tới việc này. Ông nói rằng ông Albanese đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc nói, có rất nhiều video về chuyến thăm Trung Quốc của ông, trong đó có video ông mặc chiếc áo thể thao màu vàng đi dạo ở bờ sông. Mọi người nói rằng có một soái ca tới từ Australia. Ông Lý Cường cho biết thêm rằng, ông coi Thủ tướng Albanese như lão bằng hữu sau khi hai người gặp nhau 4 lần trong năm qua. Tại Trung Quốc, cách gọi nhau là lão bằng hữu thể hiện tình cảm với đối phương, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy. Thủ tướng Anthony Albanese, 60 tuổi, thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11. Ông là lãnh đạo Australia đầu tiên tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai bên nhất trí sẽ nối lại các cuộc gặp cấp lãnh đạo thường niên, phá băng mối quan hệ trước đó gặp nhiều mâu thuẫn. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, thương mại song phương chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của Australia. Trong khi đó, Australia cũng là nhà cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô quan trọng cho Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Australia đều là các quốc gia quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai nước không có mâu thuẫn hay xung đột lợi ích cơ bản nào và hoàn toàn có tiềm năng để trở thành đối tác tin cậy lẫn nhau và cùng thành công. Bên cạnh đó, hai nước cũng có lợi ích chung trong việc hợp tác giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, an ninh lương thực và tội phạm xuyên quốc gia.